là tối qua em nôn ngủ không được luôn. Sáng sớm là 5 giờ em dậy rồi. Dậy em ăn xong rồi, em ăn no rồi, em chuẩn bị đồ để em lên đây luôn. Trong đợt dịch vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều F0. Mà ở độ tuổi tụi em thì đang ở độ tuổi phát triển, nên là cơ thể cũng chưa có được phát triển, kháng thể chưa có được như người lớn. Nên em khá là lo lắng. Nhưng mà ngày hôm nay khi nhận được thông báo tiêm vaccine thì em rất là vui mừng. Tại vì khi mà mình chích lại được thì có thể trở lại các hoạt động bình thường như trước đây. Nghe chích là mừng nè. Tại vì mình ở nhà mình cũng có chích rồi hết rồi. Giờ còn nó nghe chích, kêu nó đi chích là mừng, cho nó đi chích chứ không có lo lắng gì. Sáng 27 tháng 10, huyện Củ Chi đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 16 tới 17 tuổi tại điểm tiêm trường tiểu học thị trấn Củ Chi. Từ 7 giờ sáng đã rất đông các bậc phụ huynh đưa theo con em đến điểm tiêm tại trường tiểu học thị trấn Củ Chi để chờ đợi. Ai nấy đều rất vui vẻ, hào hứng sau nhiều ngày chờ đợi. Các em học sinh lớp 12 đã được chích vaccine, đảm bảo các điều kiện an toàn để sớm quay lại trường học. Sau khi qua các bước khám sàng lọc, kiểm tra, tư vấn sức khỏe, các bạn sẽ được tiến hành tiêm vaccine. Loại vaccine được sử dụng để tiêm cho trẻ là Pfizer. Các công tác chuẩn bị đều diễn ra hết sức chu đáo. Nhà em cũng rất là vui chị. Tại vì nhà em thì có em là nhỏ nhất thôi, cũng mong em được chống chọi với bệnh tật. Thí dụ mọi người cũng trở về với công việc đi làm bình thường, nhưng mà em thì chưa được tiêm thì cũng gia đình mình cũng sợ là về lây cho em rồi này kia, cũng lâm la. Chứ thì em nghe tiêm thì em có chút lo lắng, nhưng mà giờ thì em cảm thấy hết lo rồi. Em muốn quay trở lại trường học nên là em rất là mong chờ. Em cảm thấy cơ thể bình thường, cũng chưa có gì chứ cơ thể bình thường. Em mong là mình có thể sớm được tiêm vaccine để trở lại sinh hoạt bình thường, cũng như là gần với việc có thể đi học lại ở trường hơn. Giờ thì có thể là mình bảo vệ sức khỏe mình hơn, thấy rất an toàn. Dự kiến trong sáng nay có khoảng 1.500 trẻ em từ 16 tới 17 tuổi tại huyện Củ Chi sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Đây là địa phương đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em. Trong buổi chiều cùng ngày, hơn 300 học sinh tại quận Nhất cũng sẽ được tiêm chủng.